Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Toàn cảnh giao dịch thị trường tôm ngày 15 tháng 11 năm 2024, một số nhà máy lớn tiếp tục tăng giá tôm thẻ từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg với ngày hôm qua để hút hàng, duy trì lượng mua nguyên liệu. Thị trường tôm thẻ nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay, một số nhà máy lớn tiếp tục tăng giá tôm thẻ ngâm từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua để hút hàng. Trong đó, cỡ 50 đến 60 con 1 kg tiếp tục được các nhà máy tại Sóc Trăng và Cà Mau thu mua với giá cạnh tranh, nhìn chung chỉ chênh lệch từ 1 đến 3.000 đồng 1 kg. Dự kiến, giá tôm thẻ cỡ 80 con 1 kg tại các nhà máy lớn sẽ tiếp tục được hỗ trợ ở mức cao trong cuối tháng 11 đến tháng 12 khi nguồn cung duy trì ở mức thấp trong mùa nghịch. Đối với tôm thẻ ngâm, nhà máy Khánh Sủng Sóc Trăng tăng giá 1 đến 2.000 đồng 1 kg với cỡ 50 con 1 kg về lớn. Nhà máy Casers Cà Mau cũng tăng giá khoảng 1.000 đồng 1 kg với cỡ 80 con 1 kg so với ngày hôm qua. Theo đó, giá tôm thẻ ngâm cỡ 50 đến 80 con 1 kg tại các nhà máy ở Sóc Trăng lần lượt ở mức 127 đến 144.000 đồng 1 kg và 103 đến 117.000 đồng 1 kg. Các nhà máy tại Cà Mau thu mua cỡ 50 con 1 kg ở mức 123 đến 137.000 đồng 1 kg, cỡ 80 con 1 kg ở mức 98 đến 106.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Đối với tôm thẻ tươi, các nhà máy lớn tạm thời giữ giá ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tôm thẻ tươi cỡ 50 con 1 kg tại các nhà máy ở Sóc Trăng hiện dao động từ 141 đến 171.000 đồng 1 kg, phổ biến từ 141 đến 154.000 đồng 1 kg. Riêng nhà máy Starpimex thu mua với giá 171.000 đồng 1 kg, các nhà máy tại Cà Mau thu mua ở mức 143 đến 152.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Nhìn chung, giá tôm thẻ cỡ 50 đến 60 con 1 kg tại các nhà máy ở Cà Mau và nhiều nhà máy tại Sóc Trăng, Sao Ta, Khang An, Tài Kim Anh hiện chênh lệch không đáng kể, khoảng 1 đến 3.000 đồng 1 kg. Lượng thu mua tôm thẻ nguyên liệu tại các nhà máy lớn nhìn chung ít biến động kể từ tuần này. Trong đó, khu vực Sóc Trăng, Trà Vinh đang diễn ra lễ hội Ốc Om Bóc của đồng bào Khmer, nhưng hầu hết các nhà máy vẫn duy trì công suất ổn định để tranh thủ nhận hàng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và tồn kho ở mức thấp. Một số nhà máy gia công cho Trung Quốc tiếp tục tăng giá 1 đến 4.000 đồng 1 kg với tôm thẻ ao đất cỡ 90 con 1 kg về nhỏ để hút hàng, trong khi đó giá tôm thẻ ao bạc giữ ổn định ở mức cao. Theo đó, khoảng cách giá giữa tôm thẻ ao bạc và ao đất thu hẹp từ 8 đến 14.000 đồng 1 kg trong đầu tuần này xuống còn khoảng 6 đến 12.000 đồng 1 kg, cỡ 90 đến 150 con 1 kg. Cụ thể, đối với tôm thẻ ao đất, nhà máy Song Thư, Minh Phát, Cẩm Vôi tăng giá tôm thẻ tươi ngâm từ 1 đến 4.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Theo đó, giá tôm thẻ tươi cỡ 100 con 1 kg tại các nhà máy gia công tăng từ 87 đến 97.000 đồng 1 kg lên mức 87 đến 98.000 đồng 1 kg. Màu A1, tôm thẻ ngâm cỡ 100 con 1 kg tăng từ 76 đến 87.000 đồng 1 kg lên mức 76 đến 88.000 đồng 1 kg, không kiểm tra kháng sinh. Đối với tôm thẻ ao bạc, nhà máy Huy Minh, Châu Bá Thảo, Minh Hiếu thu mua với giá ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, cỡ 100 con 1 kg ở mức 94 đến 106.000 đồng 1 kg. Ao bạc, màu A2, A4. Giao dịch tại đầm tôm thẻ ướp đá, giá tôm thẻ ướp đá tại đầm tăng khoảng 1 đến 2.000 đồng 1 kg với một số kích cỡ 25 đến 30 con 1 kg và 80 con 1 kg về nhỏ. Trong đó, giá tôm thẻ ướp đá cỡ 100 con 1 kg ở mức 96 đến 99.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh và 91 đến 102.000 đồng 1 kg, không kiểm tra kháng sinh. Hiện tại, thương lái thu mua chủ yếu cỡ 50 con 1 kg về nhỏ, với lượng lai ra do chất lượng tôm không đồng đều, nhiều lô hàng không đạt màu, kháng sinh nên khó tìm được nguồn hàng phù hợp với yêu cầu của các nhà máy. Giao dịch tại đầm tôm thẻ oxy, giá tôm thẻ oxy tại đầm ở đồng bằng sông Cửu Long tăng khoảng 3 đến 5.000 đồng 1 kg, với các cỡ 30 đến 50 con 1 kg so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tôm thẻ oxy cỡ 30 con 1 kg ở mức 200 đến 215.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 150 đến 155.000 đồng 1 kg, tùy theo hàng kiểm màu, không kiểm màu. Giao dịch trầm lắng do nguồn cung cỡ lớn khan hiếm. Thị trường tôm sú nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long hôm nay, các nhà máy chế biến tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giữ giá thu mua tôm sú ổn định trong 3 ngày trở lại đây.
giao dịch tôm sú nguyên liệu tại các nhà máy vẫn ở mức thấp do nguồn cung lai rai, mặc dù đã bắt đầu vào con nước quảng canh. Đối với giao dịch tại đầm, giá tôm sú ướp đá và tôm sú oxy ổn định ở mức cao. Đối với tôm sú nguyên liệu, hầu hết các nhà máy chế biến tiếp tục giữ giá thu mua tôm sú ổn định với tất cả kích cỡ trong 3 ngày trở lại đây. Cụ thể, đối với tôm sú tươi, các nhà máy gia công như Minh Cường, Bạch Linh, Trang Khanh tiếp tục thu mua cỡ 30 con 1 kg ở mức 152 đến 170 nghìn đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 120 đến 140 nghìn đồng 1 kg hàng quảng canh. Tại các nhà máy lớn, các nhà máy Minh Phú, Sao Ta, Khánh Sủng giữ giá thu mua cỡ 30 con 1 kg ổn định, ở mức 30 con 1 kg ở mức 155 đến 172 nghìn đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 115 đến 135 nghìn đồng 1 kg đạt kháng sinh. Đối với tôm sú ngâm, các nhà máy gia công như Cẩm Vui, Huy Bảo cũng giữ giá tôm cỡ 30 con 1 kg ở mức 127 đến 137 nghìn đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 115 đến 125 nghìn đồng 1 kg. Công nghiệp, quảng canh, không kiểm kháng sinh. Lượng thu mua tôm sú của các nhà máy chế biến tăng nhẹ so với đầu tuần này, nhưng vẫn ở mức thấp do nguồn cung cỡ 50 con 1 kg về lớn lai rai, mặc dù đã bắt đầu vào con nước quảng canh. Trong ngày 15 tháng 11, nhà máy Minh Phú thu mua khoảng 10 tấn trên ngày, tăng nhẹ 3 đến 5 tấn so với 3 ngày trước. Các nhà máy khác cũng thu mua hạn chế với lượng khoảng 10 tấn trên ngày trở xuống. Tại đầm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thương lái giữ giá tôm sú ướp đá ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, cỡ 30 con 1 kg ở mức 148 đến 155 nghìn đồng 1 kg, cỡ 40 con 1 kg ở mức 130 đến 140 nghìn đồng 1 kg, không kiểm tra màu, kháng sinh tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Đối với tôm sú oxy, giá tại đầm ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, tại khu vực Cà Mau và Bạc Liêu, giá tôm oxy cỡ 20 con 1 kg ở mức 270 đến 280 nghìn đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 220 đến 230 nghìn đồng 1 kg, tôm màu đậm, đều cỡ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.